Thưa quý vị, liên quan tới việc 15 ngư dân mất tích trên biển, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã có thêm máy bay và tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm. Hiện còn 13 người mất tích và 2 người đã tử vong. Sáng ngày 18 tháng 10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm những người bị nạn trong vụ 15 ngư dân mất tích trên biển Hai tàu câu mực ở Quảng Nam bị đánh chìm do sóng lớn và lốc xoáy và có 93 ngư dân rơi xuống biển. Phần lớn được các tàu ngoài hiện trường cứu nạn an toàn. 15 ngư dân mất tích, trong đó có 2 người đã tử vong. Các cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm 13 người mất tích còn lại. Tại vị trí tàu bị nạn, lúc 20 giờ ngày 17 tháng 10, có một máy bay và tàu nước ngoài đã tham gia tìm kiếm. Cho đến 4 giờ sáng ngày hôm nay, vẫn chưa phát hiện thêm được ngư dân nào Trước đó vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, tàu cá do ông Lương Văn Viên, 47 tuổi, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực. Trên tàu có 54 lao động đang hoạt động cách mũi An Hòa, khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, thì bị sóng đánh chìm. Cùng ngày, một tàu cá khác tại Quảng Nam cũng bị chìm khi đang hành nghề câu mực. Trên tàu có 38 ngư dân đang hoạt động cách bờ biển thành phố Quy Nhơn, Bình Định, khoảng 240 hải lý.